Hà Nội, mùa hè năm 1972. Những chiếc xe ca chờ sẵn ở đầu phố, đón người đi sơ tán, không thu phí. Hơn nửa triệu người, chiếm 80% dân số nội thành, đã ra khỏi thành phố từ giữa tháng 4 cho đến đợt cao điểm cuối tháng 12 năm 1972, khi quân đội Mỹ tiến hành chiến tranh phá hoại miền Bắc lần thứ hai. Cuộc sống của cả thành phố bị đảo lộn khi trong cùng một gia đình, nhưng con cái một nơi, cha mẹ một nơi. Hầu hết phụ nữ ở Hà Nội thời điểm ấy đều có chung một ước mơ giản dị và cháy bỏng. Đó là được gặp con ở nơi sơ tán. Ước mơ giản dị nhưng cũng chỉ có thể thực hiện được khi hết giờ làm việc hoặc là vào ngày nghỉ cuối tuần. Ở bệnh viện Bạch Mai thì sơ tán chủ yếu vào khu Vân Đình. Tôi nhớ những cảnh là cô bác sĩ đó hồi đó là vừa hết giờ làm việc, cởi được cái áo blue ra, đã vội vàng lên xe đạp tiếp tế lương thực cho con học cách đấy khoảng 30 cây số, mà chiều vừa chạm vạng tối đã đạp xe đi rồi, thì hết giờ làm việc thì mới đạp được xe đi. Mà khi quay trở về, họ quay trở về thì cũng tờ mờ sáng lại bắt đầu vào công việc, một buổi làm việc mới ở bệnh viện. Như vậy cả một quãng đường dài như thế, có lẽ họ cũng không được ngủ nữa, mà phần chuyên môn họ vẫn hoàn thành. Đây là cả sự nỗ lực mà có khi nam giới không làm nổi. Trong suốt gần chục năm Mỹ leo thang chiến tranh đánh phá miền Bắc, người Hà Nội đã quen với bom đạn và sơ tán. Cả trẻ con lẫn người lớn đều phải tự thích nghi với cuộc sống thời chiến cho đến khi Hiệp định Paris được ký kết. Khi đó mọi người mới trở lại thành phố đoàn tụ cùng gia đình. Nhưng ký ức về những ngày sơ tán đã trở thành một phần của lịch sử. Nhà thơ Xuân Quỳnh trong bài thơ sáng tác năm 1967 đã nói thay tấm lòng của những người mẹ khi mà mọi nhớ thương đều đọng lại ở nơi con đi sơ tán. Ở nơi đây con có một gian buồng, đàn gà bé với mặt ao cá quẫy, một ông trăng tròn tới đêm 17, cả bầu trời xanh như mắt con xanh. Con ở lại đây cùng các chị các anh với yêu thương của bà ngày đêm ấp ủ, giữa đùm bọc của các cô các chú, chăm nhớ thương mẹ gửi nơi này.